Hoa khôi nam em khoe vai trần gợi cảm nổi bật trên thảm đỏ. Xuất hiện tại thảm đỏ của một sự kiện phong cách thời trang, nam em chọn bộ trang phục vô cùng tinh tế, lạ lẫm, khoe đôi vai trần quyến rũ và nổi bật hoàn toàn trên thảm đỏ. Xuất hiện trong sự kiện, nam em lựa chọn phong cách cổ điển. Cô diện bộ đầm cánh điệu lộng lẫy, theo vai trần gợi cảm của nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Đây là một mẫu sưu tập trong bộ sưu tập lúng liếng rất thành công của Thủy Nguyễn giới thiệu gần đây. Nam em là một trong những người đẹp hiếm hoi giữ được vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Cô có dịp gặp gỡ người chị em thân thiết Hà Thu. Hai người đẹp khiến người đối diện không rời mắt bởi vẻ ngoài xinh đẹp và gợi cảm dù mang hai phong cách đối lập nhau. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí.